Rồi, bạn nào nhảy cũng dễ thương hết đó. Có nhiều bạn nhúng cũng dễ thương hơn nữa. Và có nhiều bạn đứng im cũng càng dễ thương nữa. Và bây giờ chưa nhận quà được. Bây giờ phần nhận quà như sau. Bây giờ mỗi bạn sẽ tìm cho mình một người bạn, không biết là nam hay nữ, miễn là nắm tay người đó là bạn của mình. Nắm tay. Mà đã khi chọn là không hối hận nha. Lựa chọn cho chính xác, nhìn kỹ mặt là chọn. Nhìn kỹ mặt. Mà bạn nào mà không có bạn là xuống luôn. Chỉ có dành cho cặp đôi có bạn. Rồi, có cặp chưa? Ba người. Ai lẽ? Rồi, còn có người khác. Rồi bây giờ một cặp có nè, hai cặp. Còn sao ba bạn? Rồi con qua kia đi, có bạn nữ kia. Mệt quá mà, không có biệt mà. Không có biệt nam nữ mà ngại gì. Rồi, cặp, cặp. Rồi con đâu? Cặp rồi, đủ cặp rồi. Rồi hai bạn đi đủ cặp nha. Đâu sao ba bạn đúng không hả? Không, hai bạn thôi. Rồi con đâu? Rồi, ủa sao hai bạn nắm tay? Rồi bây giờ hai cho hai bạn nắm tay đi, con lẹ đi. Nắm tay con. Rồi bây giờ nắm tay anh này. Không có biết nam nữ mà. Rồi. Bây giờ đã có cặp rồi thì bây giờ con bước đây con. Con bước đây. Đây, rồi đứng đây nha. Rồi đứng đây. Rồi con đứng đây. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi, người ta nhăn cỏ. Nhưng mà hai bạn phải nắm tay với nhau nha. Rồi, nắm tay lên. Đúng rồi, nắm tay nhẹ nhẹ. Rồi, bước này mình bước. Rồi, bây giờ bạn nào đã có cặp rồi, con bước đây một bước coi. Bạn nào đã có cặp rồi, bây giờ bạn nào thấp đứng ở trước. Bạn nào thấp thì đứng ở trước, bạn nào cao đứng ở phía sau. Rồi, coi thử. Các bạn nghe rõ nè. Bạn nào thấp hơn. Chưa có kẹt. Bạn nào thấp thì đứng trước, bạn nào cao đứng sau. Rồi đứng sau. Rồi. Còn đứng sau. Rồi không, bây giờ con. Rồi, con nắm tay đi. Bây giờ các bạn nghe rõ không? Bạn nào thấp đứng trước, bạn nào cao đứng sau. À, hai ông này cặp kè hoài, mệt quá. Ngang nhau thì phải túi xì, tầm xì, xăm xì. Hai ông xăm xì đi, ai đứng sau? 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3. Rồi, ông này thua đứng trước, ông thắng đứng sau. Rồi, vậy đi. Rồi, con nghe rõ không? Bạn nào thấp đứng trước? Bạn thì đứng to đi, bây giờ bạn nào thấp đứng trước? Con cao con đứng sau. Trời ơi. Rồi, bây giờ. Rồi, con lẻ đúng không? Rồi, con lẻ con đứng đó. Bây giờ con đã đứng đây làm trọng tài với chú. Rồi, đây, đứng con. Rồi, bây giờ. Rồi, hai bạn là một cặp đúng không? Rồi con thấp hơn con đứng trước, anh đứng sau. Rồi, ok. Rồi, đúng rồi. Rồi đang đứng phía sau luôn. Bây giờ một thử thách như sau. Một bài nhạc nổi lên và chú Duy đếm 1, 2, 3 thì bạn phía sau là người cao hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, ôm bạn người phía trước hỏng chân. Và khi nào nhạc bạn nào mà rớt xuống trước là đội đó bị loại về chỗ không đó mà. Bây giờ ba. Nghe kỹ nè. Nhạc nổi lên, chú Duy đếm 1, 2, 3. Bạn phía sau ôm bạn phía trước hỏng chân. Và bạn nào trụ lâu hơn, cặp nào lâu hơn, cặp đó có quà được chưa? Cặp đó rớt, loại. 1, 2, 3, action. Ôm lên. Ôm lên. Đúng rồi, ôm lên. Khi nào hết nhạc, ôm lên, đúng rồi. Ôm, đúng rồi. Bạn nào bỏ chân trước là bạn đó loại. Đó, ôm mạnh lên, coi thử ai đứng trước. Dịch xe hai cây canh, nó kêu đàn cắp 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 cắp. Coi thử ai lâu hơn. Ai nữa. Rồi, rất là lỗi. Chẳng có ai lâu hơn. Một con dịch xe hai cây. Rồi, một cặp rớt xuống đây. Rồi, đây, quay đứng, quay đứng. Đứng đây, quay đứng. Rồi, một cặp rớt. Vì bóp, lúc lên bờ cái cánh cho khô. Bạn nào nữa? Bạn nào? Đến giây phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng. Coi thử. Giây phút cuối cùng. Cố gắng hết mình.
Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn anh. Bỏ xuống. Rồi, hai con về chỗ này đi. Rồi, bỏ xuống. Được rồi. Bỏ xuống rồi. Rồi, ok. Bây giờ. Sao? Không đau. Chú thấy rồi. Bây giờ, đó là phần thi 1 thôi. Phần thi 2 nè. Rồi bây giờ bạn nào thấp đứng phía sau. Thấp hơn đứng phía sau. Rồi con ra đằng sau anh đứng đi. Rồi. Bây giờ thử thách ngược lại. Bạn nhỏ ôm bạn cao hổng giờ. Bây giờ thử thách lại. Bạn nào thấp hơn ôm bạn cao hơn. Bây giờ nhạc lên. 1, 2, 3, action. Ôm lên. Ôm lên. Cầm lên, ôm mạnh lên. Ôm mạnh lên. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Thật sự ra nói thì chú đề ra thôi chứ thật sự ai có quà cả. Ai có quà nhưng mà phụ huynh thấy các bạn nhỏ tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời, không tặng quà là không xứng đáng đúng không ạ? Vì vậy là xứng đáng được nhận quà. Bây giờ xếp hàng nhận quà. Đầu tiên là hai bạn này là tuyệt vời nhất, hai con là dễ thương nhất. Bây giờ nè, chú hát bài hai con vịt hai con nhảy nha anh chưa. Rồi hai bạn nhảy ra đứng ra coi, hai bạn nhảy rất đẹp nè. Một nè, hát cùng theo hát nha, các bạn hát theo chú nha, hát chay nha. 1 2 3. Một con vịt nhảy đi con. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Đúng rồi, nhảy rồi, đúng rồi đó, thấy chưa, cặp đó là dễ thương nhất. Gắn giờ khờ ba ơi ba à, lộn ủa sao rồi quên rồi. Ba thương con thì con giống mẹ. Trời, bà chết thương rồi, cho cái mỏ đi. Còn ai, cho cái mỏ đi. Con làm lại đi. Nhát, bây giờ chuẩn bị này, giờ thiệt này. Chuẩn bị nha, nhát. Vô. 2, 3, nhạc nào chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Nhạc đi ngủ mất rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống mẹ. Ba nhà ta mình biết nhau chơi, nhà ta nhau chơi. Hỗ tay thật lớn cho hai ca sĩ nhé, quá tuyệt vời. Trong tối ngày hôm nay là nếu mà bầu chọn cặp đôi nào đáng yêu nhất thì sẽ bầu chọn cặp đôi này. Hai con hôn chú một cái được không? Không hôn người lạ nhưng con không hôn người lạ. Cảm ơn hai con đã lấy cái gì lông mị dữ vậy mày đó mà. Đau cổ nè, nó không sống lông miệng luôn trời. Mệt quá, không được lông miệng chứ. Không cấu mà không miệng sỉ nhục chú à. Rồi bây giờ bạn nào cũng xứng đáng cả, và nhưng mà bạn nhỏ sẽ nhận quà nhỏ và bạn lớn sẽ nhận quà lớn. Phần quà này thì tùy theo mỗi loại nhưng đa số là giống nhau, được chưa các bạn ha. Rồi bây giờ xin mời anh Trương với chị nha, tiến về sân khấu tặng quà cho các bạn nhỏ trên sân khấu đi ạ. Rồi trao quà nào thì con nhận quà đó nha, bỏ ra tấm lòng của cô chú nha. Mời Long Hiền Công, Liên Sương, đây là mấy bạn nữ tặng quà cho các bé Sương, Nghiêm. Nói chuyện lâu với anh. Đây là các bạn nữ tặng quà. Thank you.
vỡ. Xe hàng là tạc vỡ. Ai chưa có quà giơ tay lên. Sau đây lẫn lộn các cô với học sinh quá. Lên à, đứng chụp hình ơi. Còn bạn nào chưa có quà không? Em nghi có chưa? Còn bạn nào chưa có quà giơ tay lên. Rồi bây giờ có quà rồi giơ cao lên các bạn ơi. Bạn nào có quà rồi giơ cao lên nào. Đúng rồi. Bạn nào có quà nữa. Ai chưa có quà giơ tay ạ. Rồi một cái ba giơ tay giơ quà cho mình giơ thôi. Chúng tôi sẽ... Phụ huynh nào mà chưa có quà giơ tay lên. Phụ huynh này quá trời luôn.